cả mọi người nha. Bây giờ là chiếc xe của mình và một đoàn của mình đi theo chân để đi lên bãi nhá mọi người nhá. Cùng nhau, let's go. Rất nhiều những khúc cuối. Nhà đứng. Đi bốn cầu. Rất là sốc. Xa xa là thị trấn Hưng Yên đấy ạ. Khoảng trăm hát trên này nhỉ. Ở trên này có thể nhìn thấy hết được tất cả Hưng Yên nhé mọi người nhé. Đây phải đi ủng nha. À, con này tầm đúng 100 mét. Khoảng khoảng một, hơn 100 mét rồi. Kiếm cơm không bao giờ là dễ dàng mọi người ạ. Đây chân dung anh mình. Anh mang đồ lên cho bà. Đây là không khí gần Tết rồi nha. Hôm nay hiện tại đang là 18 âm lịch. À, cuối năm, dịp cuối năm là mình vẫn làm những cái video này để quay lại quá trình cuối năm này, đi bờ, đi bãi. Đây là khu bãi Thái nhé cả nhà nhé. Thì nó cũng gần cạnh trung tâm thị trấn thôi. Cách tầm khoảng 7-8 cây gì đấy. Nhưng mà leo núi thì khá là vất. Đường cũng khá là ngoằn ngoèo, hơn nữa lại sườn dốc nữa. Này là ít nhất là người dân người ta còn đã làm những cái đường bê tông nhỏ này để dành cho xe máy để người ta đi ấy. Thì nó còn dễ đi hơn chút các bạn nhìn này. Khoảng cách ít nhất phải cách từ 300 đến 400 mét mới có một nhà dân nhá. Ở đây vẫn còn rất là hẻo lánh nhá. Chỗ này đi được. Đây rồi. Chỗ này đi được. Thủy nó vào đến đây. Mình bảo trơn trơn một cầu nữa thì mẹ nó chỉ xoáy mắt thì đi xuống dưới này. Xe máy thì đi ok hơn, còn ô tô thì đi khá là nguy hiểm vì là đường đây nó hẻm, khá là nguy hiểm. Đường nhỏ quá. Theo chân các anh để đi bờ bãi xem là hôm nay có kiếm ăn được gì không. Đây là địa điểm mà người ta có cái biển đấy, đây cho mọi người xem rõ nhé. Cái biển này nó là biển ngày xưa người Thái người ta đã cắn mốc ở đây. Nó cũng ghi ở đây là mỏ đá quý mọi người ạ. Đây cho mọi người xem này. Mình sẽ đi vào cho mọi người xem nhé. Đây hiện tại nó có ghi này. Biết anh chị có nhìn thấy không ạ? Đây ghi là mỏ đá quý này. Khuân thống khai thác mùng 2 năm 87 và khởi công năm tháng 11 năm 89. Kết thúc là tháng 4 năm 1995. Đó. Đây nó có những cái biển này rất là hay. Đây, nó cũng có cả cái biển ở đây. Thủ tướng Chính phủ đã xác nhận 8 viên đá quý do đoàn địa chất 301 phát hiện ở tại khu Khuân Thống tháng 11 năm 1986. Đây là 8 viên đá quý đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam. Niềm vinh hạnh này thuộc về dân nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên và các nhà địa chất chân chính.
đời này và muôn đời sau luôn ghi nhớ công ơn những người tìm ra mỏ đá. Giám đốc Đoàn Văn Toán. Đây là nội dung của cái biển ghi tên cái viên đá. 8 viên đá được nhìn thấy. Đây là lúc mà mình đang di chuyển để leo nhá mọi người nhá. Thật sự là rất vất vả, khó khăn. Mình thì không phải là dân chuyên nghiệp để leo núi như kiểu các anh chị đã đi làm, nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức cùng theo chân mình nhá các bạn nhá. Tắm thì đơn giản. Hôm qua bọn anh đi còn vất hơn đúng không? Chắc chắn là vất hơn rồi. Qua anh bò 4 chân. Qua. Qua đi hàng cây số cơ mà, ít đâu. Ao nãy ăn nhiều. Ôi trời ơi, thở mệt. Nóng cả người. Quay thì nó sầm tận lá nên nắc tay mấy lần. Lá điện đi vào mũi. Đây mọi người nhá, khai thác cũng rất là vất vả, không hề dễ dàng một chút nào cả. Rồi. Đôi khi khai thác người ta còn phải xuống hầm hoặc có thể là xuống hang ấy mọi người nhé. Đây người ta như các anh ở đây làm rất là cẩn thận và cũng đóng kè các thứ để đảm bảo an toàn lao động nhé. Rất là ok. Thật sự để mà tìm được những viên đá quý đẹp ấy không hề đơn giản một chút nào. Đây là những cái viên đá mà người ta đã đập ra, sập ra rồi. Xem có đá đi không không? Rất là khó, cực kỳ khó. Rất là vô cùng. Không hề dễ dàng mọi người nhá. Hello mọi người. Mình đang hiện tại đang ở trên bãi nha, đi cùng với tất cả anh em cũng như là đi cùng với chồng mình. Thì ở trên bãi này mọi thứ đều rất là khó khăn, từ nước uống này cho đến nhu yếu phẩm cũng như là rất là lạnh giá, ở trên đây rất là lạnh, quá lạnh luôn ấy mọi người. Nên là các anh chị có mua hàng của bọn em đây cũng thế, cũng phải trải qua rất nhiều là gian chân bọn em đi cũng bờ bãi mua hàng, đi nhặt từng viên một để đến tay các anh chị tiêu dùng ấy. Vì vậy là các anh chị nếu như có mua hàng thì nhớ đi ra rẻ em nhá. Thì đây mọi người đến đây em sẽ quay phim cho mọi người xem. Tất cả mọi thứ đều rất là thiếu thốn vì nó ở trên rừng cách trung tâm thị trấn rất là xa, cũng như là xuống dưới để mua đồ thực sự rất là khó khăn. Như video mà đi lại đường rất là lầy lội, những ngày mưa gió như thế này nữa thì là càng khó khăn hơn rất là nhiều. Từ khoản mua nhu yếu phẩm hàng ngày, ăn uống người ta đều phải dự trữ rất là lâu, có khi là một tuần đến 10 ngày mới xuống chợ một lần cơ để mua những cái nhu yếu phẩm. Đôi khi người ta cũng phải kiếm được đá có tiền người ta mới xuống để người ta mua được đồ ăn hoặc thức uống. Đôi khi thì có cả những sự giúp đỡ của những người đi mua hàng thì người ta cũng cho vài trăm hoặc
giờ thì kết thúc video leo núi của mình nhé mọi người nhé. Rất là nhiều ý nghĩa, nhiều hay. Tuy rằng hôm nay đi leo núi không được như mình mong muốn, không mua được viên hàng nào, nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm cho mình và cho các bạn bè của mình được tham quan cũng như là được tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất đá quý. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye.